bà con ở dưới quê lên, và đặc biệt là những cô chú anh chị em đồng nghiệp đã dành thời gian quý báu đến đây để đưa tiễn bà con. Dạ, dạ vâng. Con không biết nói gì hơn, con xin gửi lời tri ân chân thành và sâu sắc nhất. Và đây có lẽ là món quà, một món quà ý nghĩa mà tất cả mọi người đã dành tặng cho bà con trong đêm cuối cùng của ngày hôm nay, trước khi ngày mai bà con về nơi an nghỉ cuối cùng. Ngày xưa thì ba hay hay đờn để cho con ca. Bây giờ thì ba đã đi rồi, cho nên là con xin phép được hát một đoạn ngắn mà không có tiếng đờn. Bởi vì tiếng đờn của ba con bây giờ đây đã sống mãi trong lòng của con. Dạ, con xin hát một câu trong bài ca đầu tiên mà ba đã dạy con. Đó là bài Thu Về Con Nhớ Bác. Thu về thương nhớ trong lòng con, nỗi niềm riêng nhớ thương bao năm dài ấp ủ. Nhớ cha, nhớ cha vô cùng thương nhớ bao năm dài, bao năm dài chờ mong quê hương đón đưa cha về. Bác Hồ ơi, miền Nam giải phóng rồi, sao bác không về thăm các cháu? Cháu nhớ bác ngày đêm tháng đời năm chờ. Cháu thương bác từ khi cháu học hai chữ y tờ, vì bác là người lãnh tụ suốt một đời vì dân tộc đấu tranh. Khi vào trường cháu học năm điều bác dạy: một yêu đồng bào, hai yêu tổ quốc Việt Nam. Bác đã ra đi sai trọn giấc nồng, gửi gắm ân tình trong bình minh rực rỡ.